Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình tiếp tục làm clip hướng dẫn cho các bạn về các thao tác ở trong phần mềm ZW3D. Ví dụ ngày hôm nay mình muốn đưa ra đó là thiết kế một cái mô hình chiếc gáo nhựa. Đó. Chiếc gáo nhựa. Thì các bạn sẽ theo dõi cách mình thao tác nhé. Đây là bản vẽ của chúng ta. Mình sẽ bắt đầu từ cái phần lòng này trước. Thì đây thì mình sẽ thiết kế làm 3 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ thiết kế cái lòng đặc, sau đó là mình sẽ đục lỗ nó rỗng. Và phần thứ ba là chúng ta sẽ thiết kế cái tay cầm này. Thì ở cái phần lòng đặc ở đây ấy, thì mình sẽ có phần trên sẽ có đường kính là 210. Đó. Đường kính là 210, độ sâu là 100, phía dưới thì sẽ là pi là 170. Sẽ bắt đầu. Để tạo một cái mặt phẳng phía dưới thì chúng ta sẽ sử dụng datum lên. Đây là 170. Bây giờ mình chúng ta sẽ dùng lệnh lock. Đó là cái lòng đặc đầu tiên. Tiếp theo thì để tạo cái lòng rỗng này thì chúng ta sẽ sử dụng các kích thước sau. Thứ nhất là cái bên trên thì có đường kính là 195. Các bạn lưu ý là ở đây nó bị lệch nhé, lệch tâm so với cả cái lòng đặc. Phía dưới là phi là 155 và chiều dày của cái ca này, cái gáo này sẽ là 6 ly. Thì chúng ta sẽ tiếp tục. Và 155. Đây thì mình sẽ sử dụng cái phác vẽ sau. Và có cái lòng của cái gáo. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái tay quai. Ở cái chi tiết tay quai ở đây thì các bạn để ý này, tay quai này nó sẽ bị cong. Và chúng ta sẽ xem nào, những kích thước fillet này mình sẽ để sau cùng. Ở đây tay quai nó sẽ có chiều dài là 134. Đấy, chúng ta sẽ lấy cái điểm này 134 và chiều cao của nó là 12 ly, R60. Đây là chiều dày là 12 ly. R60.
cước ở đây sẽ là 12 ly. Đây sẽ R8. Đã được một hình chiếu rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy một cái datum plane ở vị trí vuông góc này. Mình lấy một cắt. Mặt cắt của chúng ta sẽ là mặt cắt D. Thì ở đây thì cái kích thước này của nó thì mình tương đối hơi khó hiểu một xíu. Giống như ở đây là R11.5 này. Vị trí này là R là 47.75. Hơi khó hiểu một xíu. Thì nếu mà bạn nào mà giải đáp được phần này thì có thể để lại comment phía dưới cho mình nhé. Nên là ở cái ví dụ này thì mình sẽ vẽ một cách tương đối cho các bạn, không hoàn toàn chính xác nha, nói luôn trước là như vậy. Nếu mà có sai sót thì các bạn bỏ qua cho. Thước ở đây là 35, chiều dài đây là 35 và 12. Đây là R11.5. Còn cái vị trí bo này thì R8. Bo này là mình sẽ lấy là đây là R2. Đây là 11.5. Tương đối như vậy. Thì ở cái vị trí này mình lấy 47.75 này nó không ra. Không ra, báo lỗi này. Có thể là cái vị trí này mình không hiểu lắm. Các bạn bỏ qua cho mình nhá. Đó, rồi bây giờ mình sẽ extrude ra. Ở đây thì sẽ extrude theo chiều ngang trước. Chiều ngang ở đây sẽ có chiều ngang là 35 R8 này. 35 chia làm đôi. Chơi sweep. Đã có chi tiết 35. Còn nếu mà nhìn từ trên thì xuống này, nó sẽ có đây là R8. Chí này có vẻ lỗi rồi. Mình sẽ check lại nhé. Đây, đây nó bị gấp khúc ở đây, mình sẽ cho là R60.
8. Trên xuống R8, bên này là R xong rồi. Đây là R30, R22, R17, 30, 22, 17. Vị trí này thì các bạn thấy là nó có cái bo nhỏ này, mình sẽ lấy R2. R2. Đây là R30. Như vậy là mình đã thiết kế thì là tương đối là hoàn chỉnh xong cái chi tiết cái gáo nhựa này. Ở cái vị trí đầu này thì như mình vừa nói đó, mình không chắc về cái phần kích thước của nó ấy. Mình chỉ vẽ gọi như là tạm thời như thế. Nếu như mà có sai sót thì các bạn có thể để lại comment và chỉnh sửa giúp mình nhé. Mình rất là cảm ơn. Còn tiếp đến là mình sẽ có thể là chỉnh sửa một vài những cái liên quan đến phần hiển thị bề mặt để cái màu sắc của nó như sau. Rõ. Đấy, rồi thì về khối lượng của nó, vật liệu thì chúng ta có thể lựa chọn vật liệu trong vùng này. Nhựa chúng ta sẽ chọn là mấy cái nhựa ở đây này, PVC chẳng hạn, tra kích thước. Ta có khối lượng của nó, khối lượng riêng này, khối lượng. Đó, thì tạm thời là mình đã vừa hoàn thành xong cái phần thiết kế cái chi tiết cái gáo nhựa này. Thì mình sẽ cố gắng ra những cái video lần sau hướng dẫn cho các bạn về cái phần kia khuôn. À, và cuối cùng là phần gia công sao cho nó có được một cái chuỗi chu trình hoàn chỉnh. Các bạn có thể đón chờ những video lần sau nhé. Nếu các bạn thấy hay thì có thể để lại một like hoặc là một subscribe để ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.